Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn cách làm một cái bộ nail ombre xong lại design nha. Colorful okay. Đối với ngón này thì mình sẽ đắp một chỉ là cái bột pin thôi nhé. Rồi, mình đắp bột pin cho ngón này nha mấy bạn. Thì các bạn cũng đó, các bạn lấy một chút xíu này nè, mình để lên. Mình nhấn xuống chút xíu đó bạn thấy không? Mình lấy miếng liquid để vô rồi bạn vuốt nó xuống, nhớ là cái tay bạn để chuối khoảng chừng 45 độ nha mấy bạn, thì bạn sẽ vuốt nó dễ dàng hơn. Vét hai bên hồng, vét hai bên hồng xong bạn lấy cái bột dừa này ra. Rồi, bạn làm một miếng nữa đi, một miếng chưa thấy đủ thì mình làm miếng thứ hai, đơn giản thôi. Để lên, nhớ là khi mình để vô là mình phải có cái nước đề ba nha. Đó, mình để cho nó có một cái đều, rồi bắt đầu mình vũ nhẹ nhẹ xuống thôi, không ép tay nhiều, vũ nhẹ nhẹ thì cái tay nó sẽ ra thẳng, đều và đẹp. Đó, đó là cái đắp bột, bạn phải làm sao cho cái tay nó ra, cái bột nó ra thẳng tự nhiên. Thấy không? Thẳng, tự nhiên, đều. Ok. Đối với ngón này thì mình sẽ làm cái bột pin ở dưới, bột ombre, nhưng mà cái màu pin này cũng bằng màu pin đó, mình bỏ ngay chỗ đây. Đó. Bỏ màu pin ở đây. Ok. Mà đối với cái bộ ombre này là mình làm bộ cho nó mỏng, rồi sau đó mình phủ lên một cái lớp clear nha mấy bạn. Tại vì sao mình làm như vậy? Thường thì mình làm ombre mình không có làm như vậy, nhưng mà cái này mình làm như vậy là tại vì cái móng này, cái bộ này á, ngoài cái chuyện mình làm ombre rồi mình còn design nữa, cho nên mình muốn giữ nó có cái độ mờ. Cho nên là mình bởi điều đó mình mới gọi là mình sẽ làm mỏng, mình đắp một cái lớp clear lên trên. Ok, rồi. Mình sẽ bỏ dưới đây. Tại vì mình muốn giữ cái độ mờ của nó. Ok, mình ví dụ như tại sao mình nói gọi là cái độ mờ. Mình muốn giữ cái độ mờ là lý do là khi bạn bỏ cái bột này, ví dụ như bạn bỏ cái bột này lên nè. Bạn thấy không? Đó, nó phủ qua cái này, khi mà mình vũa thì nó bay mất cái lớp này ha. Khi mình vũa thì nó bay mất cái lớp này. Cho nên là mình không muốn bay cái lớp đó, mình để cho nó có cái độ mờ. Chính vì đó mà mình để như thế này, rồi lát nữa mình bỏ một cái lớp. Rồi, bây giờ mình bỏ luôn, mình sẽ bỏ luôn lên luôn một cái lớp clear lên trên mặt nữa. Để khi mình vũa nó không mất cái độ mờ đó. Ok. Cái đó là cái mục đích của mình, giữ cái độ mờ. Đó, khi bạn vũa thì cái phần đó nó sẽ bay đi, thì nó mất cái độ mờ đi ha. Đó là cái cách làm hôm nay, nó có khác một chút xíu về cái vấn đề của bộ ombre của mình. Tại muốn lát nữa mình sẽ đi giới thiệu luôn cái chuyện mình sẽ vẽ ha. Mình vẽ cho nên mình muốn giữ cái độ mờ của nó. Rồi giờ cái ngón này mình sẽ làm màu, mình sẽ làm cái màu blue nha mấy bạn. Mình làm màu blue. Đó, mình lấy một chút xíu đây, mình để lên đây. Đấy, mình cố gắng mình tản nó ra được cho nó mỏng ra ha. Là bằng vỗ nó xuống, vỗ. Vỗ. Rồi, vỗ xuống. Bạn lấy miếng liquid nữa, bạn chỉnh sửa lại. Cái này á, bạn biết làm sao, cái bột này á, nó cũng hơi khó. Đối với cái bột này nó hơi khó đắp ombre nha mấy bạn. Tại vì nó không phải là cái bột ombre, nó chỉ là một cái bột màu để mình dip and đắp thôi. Cho nên là mình lưu ý với các bạn cái chỗ này nè ha. Là, cho nên các bạn lấy ít nước thôi.
đừng lấy nhiều, lấy nhiều nó sẽ chảy ha, mà mình cố gắng. Rồi xong, bạn sẽ bỏ, sau đó bạn bỏ cái lớp sparkle này, no, sau đó bạn sẽ bỏ cái lớp clear này lên nha, cái pink, medium pink này, đó, bạn bỏ lên trên này luôn. Mình bỏ là mình dụ nó xuống đó, khi bạn bỏ xuống thì bạn thấy nó có cái lớp clear, cái lớp mờ 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 đó đó, chính cái điều đó mà mình muốn giữ cái lớp mờ này, bạn thấy không, mình bỏ xuống nó phủ qua mặt nè, cái bột pin nó phủ qua mặt á, mình giữ cái lớp mờ đó để mình design, lát nữa mình design thì nó không có show cái màu, nó không có show cái màu dưới một cái màu blue này, nó không có show lên mà nó chỉ show cái phần vẽ lên trên mặt thôi, cho nên là mình muốn giữ cái dưới nó là flurry ha. Đó là lát nữa bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lên một cái lớp clear lên luôn, lát nữa mình vuốt nó không mất cái điểm mờ đó, ok mình bỏ clear lên trên mặt luôn. Đó, mình muốn giữ cái độ mờ. Nguyên cái ngón này là mình sẽ đắp cái bột pin. Mình đắp giống như ngón này luôn ha. Mình đắp cái bột pin dưới. Cho tới một cái điểm nào mà bạn thấy nó thấp đủ rồi đó thì mình lấp mình vuốt, thấy không? Rồi mình bỏ bên đây cho nó, trên này cho nó đủ cái clear đi ha, nó đủ cái sparkle đây. Rồi sau đó mình sẽ bỏ lên một cái lớp bột clear lên trên mặt, mình phủ nó lại. Ok. Đó. Phủ lên mặt xong mình nhớ vét hai bên hông, mình giữ cái shape cho nó nha, đừng làm gì mất shape nha mấy bạn. Rồi lấy cái này ra, dư chút xíu lát nữa cái mình vuốt mình lấy nó ra ha. Rồi đối với cái này thì mình sẽ đắp neon, neon yellow nha mấy bạn. Rồi lấy nè, mình để vô, đè xuống, kéo nó xuống đó, bạn thấy chưa, nhẹ nhàng giống vậy đó, hết sức nhẹ nhàng nha mấy bạn. Rồi mình vuốt nó xuống. Vỗ tới ngay đây, mình vỗ lẹ tay đi đó. Nhớ là ngay chỗ đây, lấy thêm miếng liquid mình tán chỗ này ra chút xíu, tán chỗ này ra cho nó mỏng xuống đó. Tại vì mình thấy là nó hơi dày á, cho nên mình tán nó ra, tán ra cho mỏng. Rồi xong rồi mình chỉnh sửa hai bên hông nè. Rồi xong các bạn, bỏ cái bột pin lên trên mặt này, bỏ cái bột pin vô mặt này. Bỏ đầu tiên nhất là bằng bỏ bằng vô cái điểm fill đó trước đi ha. Fill nó vô.
xong nó mình lấy một miếng lớn hơn để mình để vô. Nhớ là mình để, khi mình để xuống đây này cho nó đều xuống nè, vuốt xuống. Cái pin này nó cũng đó, nó xuống che bớt một phần, thiếu bên này thì mình thêm vô thôi. Cứ bình tĩnh mà làm, mình nhìn cái ngón tay mấy bạn, nhìn ngón cái chừng nào mình như ý thì thôi ha, không có gì giỏi chứ. Đó. Rồi mình thấy đạt được rồi thì mình bỏ lớp clear lên mặt luôn. Mục đích mình bỏ là để mình giữ cái phần cái bột pin nhé ở trên mặt thôi. Ở trên đó mình thấy nó đủ rồi, mình khỏi cần bỏ cũng được. Mình chỉ bỏ cái phần từ chỗ nào mà muốn giữ cái pin để cho nó là tạo cái flurry á, nó gọi là tạo cái điểm mờ á, thì mình bỏ vô mình giữ, lát mình vuốt nó không có bay đi thôi. Rồi các bạn thấy chưa, đã xong cho cái phần đắp bột nha. Ok, rồi mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp. Rồi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mới là cái bước giũa, là cũng là một trong những cái bước quan trọng nhất của cái làm một cái bộ nail nha. Sau khi bạn đắp bột rồi á thì cái bước giũa là quan trọng nhất. Thì đầu tiên nhất là bạn giũa bằng cái giũa này, mình gọi là cái giũa đồng bộ nha mấy bạn. Sau đó mình sẽ giũa bằng cái giũa này để mình làm smooth. Ok. Thì như bạn biết rồi á, như các bạn đã biết là đắp bột là một chuyện, nhưng mà giũa là một cái phần cũng không thể nào quan kém quan trọng trong một cái bộ nail ha. Thì cái giũa này mình gọi là cái giũa đồng, cái bước này gọi là bước đồng bộ. Tại vì sao? Là mình sẽ tạo cho 10 ngón nó sẽ có cái form, cái shape và cái độ dày mỏng giống nhau. Đó, thì mình sẽ chạy nhẹ trên cái mặt móng, mình thấy không, mình chạy này. Đó, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Mình thấy mình chạy chân rất là đều. Đó, mình chạy từ trái qua phải nha. Đó, từ trái qua phải. Rồi từ kéo xuống, kéo lên lại xuống. Rồi từ dưới mình kéo qua, kéo lên trên. Đó, từ trái qua phải. Đó, mình chạy có 2 vòng á, là từ dưới trên xuống dưới. Rồi từ dưới lên trên. Mình chạy cái 2 vòng á là bạn đã xong rồi ha. Cho nên cái bước này nó rất là quan trọng nha mấy bạn. Đó, các bạn để ý lại nha nè. Mình xin nhắc lại là cái bước giũa đồng bộ rất là quan trọng để tạo ra được bộ nail nhìn bắt mắt và đẹp, và có thể là một bộ nail mẫu. Thì bắt buộc bạn phải đừng bỏ qua cái nước cái bước này nha. Cái bước này một ngón mình chỉ tốn nó có 30 second không tới nha, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái bộ nail hoàn toàn chấp nhận được ha. Cho nên là bạn đừng bao giờ nhìn những cái bước nó thấy nó có vẻ như thế này, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng nó rất là hiệu quả cho một cái bộ nail đẹp nha. Còn đối với mình thì cái bộ nail đơn giản thì mình không nói rồi, nhưng mà bạn muốn giũ một bộ nail đẹp xuất sắc thì đây là cái bước quan trọng
Đó. Đây rồi bạn sẽ để ý mình chạy ngón cái nè. Cái này. Từ đây nè, từ đây qua đây nè, thấy không? Thấy không? Chạy chạy. Nói quay chậm cho bạn coi. Tới đây này chạy lên lại. Đó, chạy chạy trên dưới. Đó, ừ, đó qua. Bạn kéo cái tay nó đi nè. Chỗ nào ấy thì bạn chạy thêm. Bạn thấy chưa? Chỗ nào ấy thì bạn chạy thêm tí xíu. Rồi. Bước kế tiếp là bạn sẽ chạy cho cái dũa đồng bộ. Nghe, à cái dũa smooth. Khi dạng vậy, bạn chạy cái này thì mình cũng chạy lại một chút xíu nữa. Đó, bạn nhìn bạn chạy lại một chút xíu nữa, bạn thấy chạy như chạy lại chút xíu như thế này nè. Thấy không? Chạy lại chút xíu rồi bắt đầu bạn dũa như hồ. Bạn chạy một chút xíu cho nó có cái độ smooth cái đã. Đó, rồi bạn chạy kia đi cô. Chạy từ bên đây nè, bạn thấy không? Từ dưới đây nè, chạy lên. Chạy lên như đó, rồi. Bạn kéo, đẩy cái da lên chút xíu. Bạn không đẩy da cũng được, nhưng mà cái bước đẩy da là cái bước bạn tạo cho khách nó cảm thấy nó rất là thoải mái. Nó không có bị cảm giác như là mình dũa nó bị nóng tay. Chạm vô. Thấy chưa? Mình xong rồi đó. Xong một ngón. Thấy không? Rồi ngón thứ hai. Đó. Rồi mình chạy critical. Khi mà bạn bỏ bột chuẩn rồi thì bạn dũa cái bước này bạn dũa lẹ lắm ha. Cái bước này chỉ là cái bước mình lấy cái phần bột chưa một chút xíu nằm trong critical. Tại vì khi bạn đắp bột thì cái liquid á nó còn nó chảy vô thôi chứ không thật ra bột nó không, bột nó đã nằm chuẩn rồi, bạn chỉ lấy cái phần một chút xíu nó còn dư đó thôi. Nhưng mà các bạn phải lấy nha, các bạn không lấy là không được á. Các bạn không lấy cái phần bột này ra cái tay nó sẽ bị không, khi nó mọc nó không được smooth. Nó không được smooth là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là nó dễ bị lip, nó dễ bị lip. Cho nên là cái phần lấy cái bột dư trong khi đưa là cái phần cũng là một cái phần bắt buộc. Khi mà bạn đắp bột chuẩn rồi á thì cái bước dũa của bạn không có nhiều, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian để dũa. Cho nên cái đắp bột và cái dũa nó có sự kháng khích với nhau, liên kết với nhau rất lớn ha. Bạn có thể, nếu mà bạn đắp bột không đẹp, nhưng mà không đẹp thì có nghĩa là phải đủ bột không đẹp nha, chứ còn thiếu bột không đẹp thì bạn dũa không giờ ra được ha. Đủ bột mà không đẹp đó nha. Cho nên là làm gì thì làm, nếu bạn muốn cho cái shape nó đẹp á, cái nail nó đẹp á, đập bạn đắp bột nó phải đủ. Có nhiều bạn á làm rất là lẹ, thiếu bột hai bên hông thì cái móng thứ nhất là nó bị dễ gãi, thứ hai là dũa rất là khó đẹp. Mình phải đủ bột để mình mới có cái người ta gọi là có nhiều cái khoảng để mà mình điều chỉnh cái nail. Rồi bạn để ý mình dũa ngón này, ngón cái này bạn thấy không? Đầu tiên nhất nè, mình nó chạy chạy hết cho 10 cho cái ngón nó đều đi đó. Hồi nãy mình dũa kia là về còn chút xíu nữa ha. Xong rồi mình chạy từ nghiêng cái tay xuống 45 độ nghiêng xuống. Rồi điểm tựa nè, điểm tựa đây nè,
điểm tựa để làm gì, để cho mình khi mình quay á, mình quay cái cọ á, mình quay cái vũ này nó tròn, rất là cute, rất là tròn mà còn đều nữa, tại vì nó đi theo cái đường giống như cái compa vậy á, mình quay mà đó. Rồi xong, bạn xong cái phần đó thì bây giờ cái này cũng là cái quan trọng này, bạn dùng cái vũ này bạn để cái tay như thế này đó, bạn chạy một chút xíu thôi, đừng chạy nhiều, chạy một chút xíu cái này, bạn thấy không, mình chạy một chút xíu này đó, chạy một chút xíu thôi để cho cái móng nó ngay cái đầu nó đều, nó mỏng, vừa đủ mỏng và nó vừa đều, rất là đẹp. Rồi đến đây thì phần dũa đã được kết thúc ha, mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp.